Xin chào tất cả các đồng chí. Tên của tôi là tên Miền. Tôi thuộc xã Công Chính, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Tôi sang Campuchia năm 1982. Thì như câu chuyện trước tôi đã kể cho các đồng chí nghe, là khi tôi và cùng đồng đội của tôi là sang Campuchia, thì chúng tôi lên tỉnh Battambang. Thì chúng tôi được biên chế vào C-11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 2, công an vũ trang thuộc cục sư 5, mặt trận 479. Thế thì cái lúc lính mới mà chúng tôi vào đơn vị, thì số trước tôi đã kể cho các đồng chí nghe rồi. Thì xin nói với các đồng chí, lúc đó mình lính mới vào thì mới tham gia chiến đấu, thì thực sự là mới ở trong chốt thôi. Rồi là quân Pol Pot nó tập kích, rồi là nó đánh vào cái chốt của cái C-11 cũng như tiểu đoàn 3 của chúng tôi. Thì tôi cũng đã nghe tiếng súng, tiếng đạn và bắt đầu là cũng làm quen. Thời gian đầu thì cũng rất là sợ, nhưng mà trong chiến đấu thì cái lúc đầu thì nó cũng sợ như vậy thôi. Nhưng mà sau mình nghe tiếng súng, rồi cái lúc nổ súng lên rồi thì bắt đầu là cái tinh thần nó hứng khởi lên, thì lại cảm giác là nó không sợ nữa. Thế thì tôi có một cái kỷ niệm này tôi cũng muốn trao đổi và kể lại ở trên kênh để giao lưu với tất cả các đồng chí cùng đơn vị ở trên kênh. Lúc đó thì tôi còn nhớ anh đấy là anh Cẩm, tức là anh là trung đội phó, còn anh Tân là trung đội trưởng. Thì cái hôm tôi cũng đang còn ở chốt, mà chủ yếu lúc đó là chúng tôi ở hầm hết. Lực lượng công an vũ trang thì đóng, lúc đó là đơn vị đang đóng quân ở Đăng Cum. Ở Đăng Cum thì xin nói với các đồng chí là cái trận đánh trước thì ta có bắn ra đó đến vài chục quả cối 120mm của trung đoàn 2 là chi viện cho tiểu đoàn 3 của chúng tôi. Thế đến sáng ngày mai thì tôi nhớ mấy anh lính cũ, trong đó có anh Tân, anh Cẩm là cán bộ trung đội, thì mới cho chúng tôi là đi ra ngoài chốt, đi ra cái phía mà hôm qua là trung đoàn bắn cối rồi đó. Mà từ cái chỗ chốt của chúng tôi ra đến chỗ vị trí trung đoàn với tiểu đoàn bắn cối rồi đó, nó khoảng độ tầm vài trăm mét. Thì để đi ra đi kiểm tra trận địa, thì kiểu như là các anh lính cũ với là cán bộ trung đội cũng muốn dẫn chúng tôi ra đó để cho chúng tôi làm quen. Hay đi đến đâu thì cái anh Cẩm, trung đội phó, anh rất là nhiệt tình. Anh bảo ở đây không phải là mình đánh quân Pol Pot đâu, mà ở đây chủ yếu là quân Phara. Mà quân Phara thì nó rất giàu. Thế anh nói với tôi như vậy. Và anh Cẩm thì anh nhập ngũ năm 1978. Và tôi có một những cái ký ức rất là đau thương đối với anh Cẩm. Sau này tôi sẽ kể cái câu chuyện của anh Cẩm. Đi đến đâu thì anh cũng chỉ, rồi anh giới thiệu, rồi anh chỉ cho chúng tôi cái cách mà khi đánh với quân Phara rồi vân vân. Anh cũng rất là vui tính. Nhưng mà gì, nhìn cái gương mặt của anh trông lúc nào anh cũng buồn rầu khắc khổ cả. Thế thì bọn tôi mới ra khỏi trận địa thì đúng là bông băng, rồi là cả cái giày pốt lô xô của quân Phara, rồi là thịt hộp cá hộp, rồi là nó văng, nó vung vãi ra khắp cái khu vực đó. Thì lúc đó thì mới biết là cái chốt của quân Phara nó nằm ở bên đó, nó nằm ở bên đường biên, thì nó nằm ở khu vực đó. Thì lúc bị cối của ta dội trúng đội hình của nó thì có lẽ là nó chết cũng nhiều. Mà sau này thì sau cái trận đánh đó thì tôi còn nhớ là quân báo của ta báo về là cái trận đó là quân Phara là bị chết cũng tương đối là nhiều. Thế ra thì bọn tôi thấy ở trong công sự của nó, rồi là đủ các cái đồ ăn thì. Sau là anh Tân trung đội trưởng với lệnh cho lính mới mấy thằng tôi đó là gom thật nhanh. Thế là bọn tôi vơ thịt hộp, cá hộp, rồi những cái đồ gì lấy được là lấy, rồi là cả thuốc lá, rồi chúng tôi nhét hết vào trong ba lô. Thế là đi lanh quanh đó cũng có một lúc thôi, thì anh Cẩm anh bảo thôi nhanh nhanh chóng mà rút quay lại, không là nó lại bắn hỏa lực vào đây. Bọn Phara nó phản ứng rất là nhanh. Thế ra ngoài đó thì tôi mới biết là lúc đó là chúng tôi đang ở cái trận địa ở Đăng Cum. Thế mới rút về.
rút về thì lúc đó là về đến chỗ cái hầm trung đội, thì tôi với anh Cẩm thì ngồi nói chuyện với nhau, thì anh Cẩm anh mới hỏi quê hương của tôi rồi là vân vân. Anh bảo là trước đây thì có một số lính Thanh Hóa cũng nhập ngũ năm 78, 79 gì đó, là trong cái đơn vị này cũng nhiều, nhưng mà rồi là bị thương rồi bị hy sinh vân vân gì đấy. Thì anh cũng nói sơ bộ như vậy. Quê anh Cẩm là ở Hải Hưng. Thế ở đó được khoảng độ 2-3 ngày, thì lúc đó là kế hoạch ở trên tiểu đoàn là cho cái trung đội một của bọn tôi là đi phục kích quân Pha Ra. Lúc đó thì do anh Tân và anh Cẩm là dẫn quân, dẫn trung đội là đi phục kích. Thế từ Đăng Cum đó là chúng tôi mới đi sâu ra phía trong, không biết là đi lên cái phía đó, tôi cũng không biết là cái khu vực đó là khu vực nào cả. Nhưng mà ở đó thì nó là gần như là chúng tôi đã giáp biên giới Thái Lan, mà có thể là cái lúc mà chúng tôi đi phục kích là sang cả đất Thái Lan nữa rồi thì phải. Thế thì hôm đó là chuẩn bị xong xuôi, thì chủ yếu là trung đội của tôi thì lúc đó là có khoảng độ một nửa lính cũ, còn vẫn là nửa lính là mới nhập ngũ năm 82, hầu như là cũng chưa tham gia chiến đấu lần nào, cũng đi với lính cũ để học hỏi kinh nghiệm. Thế là trung đội trưởng Tân là mới dẫn đơn vị là bắt đầu đi. Đi mà lúc đó bọn tôi vào thì nó là vùng mùa mưa, nước cứ lệt nhoẹt mà đi không biết là đi sang biên giới Thái Lan. Nhưng mà tụi nó đi vào một cái khu rừng mà đúng là đi xuống suối này, rồi là lại lội ngược lên trên đồi, rồi lại đi xuống, đi cũng xa lắm. Mà cứ thế là len lỏi ở trong rừng đi. Mà xin nói với các đồng chí mà rừng ở đó nó rộng đến mức độ mà bọn tôi đi ở dưới tán rừng mà nhìn lên trên trời là hoàn toàn là không thấy mặt trời nữa. Mà phải nói là cái rừng ở đó nó cực kỳ là rậm rạp. Thế hôm đó thì đi phục thì có mỗi hình trung đội, mà lúc đó một trung đội của bọn tôi tầm khoảng độ 20 tay súng. Thế là bắt đầu là đến cái điểm đã định nhá, để chuẩn bị triển khai đội hình để phục kích. Thế thì chưa kịp phục kích thì cái tổ đi đầu của trung đội 1 thì cũng giống như kiểu là đi trước để trinh sát xem có đụng địch hay không, thì cái tổ đi đầu người ta mới giật lùi quay lại. Người ta giật lùi quay lại bảo là phía trước có địch, thì chưa kịp triển khai đội hình thì phục kích thì quân Pha Ra nó đi ra đó luôn. Thế là hai bên đánh nhau. Hôm đó quân Pha Ra nó đi phải cỡ cấp đại đội, nó đi đông lắm. Thế là hai bên là với dàn trận là đánh nhau ở đó, thì cái trung đội của bọn tôi là lính mới mất khoảng độ gần một nửa rồi, nên là đánh nhau chưa có kinh nghiệm, nên là đánh không lại. Đánh không lại thì bọn tôi vừa đánh thì vừa rút. Mà lúc đó thì tôi lại sử dụng cái khẩu RBD. Thì anh Tân trung đội trưởng là anh bảo là bắn đi, anh cứ chỉ cái tay là cái hướng địch đường đó. Thì lúc đó địch nó nổ súng thì tôi cũng biết. Thì tôi mới nằm xuống là nép gần một vào chỗ một cái gốc cây. Thế là cứ cái hướng địch nó bắn lại thì tôi lại bắn sang. Cứ thế là tôi cứ kéo hàng loạt trung liên RBD. Thế thì lúc đó là mình kéo được mấy loạt đạn là mình bắn, là tiếng súng nó nổ, là bắt đầu là mình cũng thấy là mình có bản lĩnh rồi đó. Mình cũng thấy liều liều, cũng thấy gan rồi đó, không thấy sợ nữa. Lúc đó là cũng dê súng là tìm mục tiêu để bắn rồi. Thế thì lúc đó thì đánh thì một số anh em lính mới nữa thì họ cũng sợ, họ cũng như mình thôi. Rồi một số anh em lính cũ thì đánh không lại thì mới giật lùi, mình thì cứ mãi nằm ở đó bắn. Thế thì trung đội mới giật lùi lại phía sau đến tầm khoảng độ 30 mét rồi. Thế lúc tôi nhìn ngang nhìn ngửa chả thấy ai cả, mà phía đường đó là thấy cứ mỗi ngày tiếng súng nó cứ mũi gần lại phía tôi. Rồi nó bắn cả B-40, B-41 nữa. Thì tôi mới biết là trung đội rút về phía sau, tôi mới xách súng, tôi mới chạy lại phía sau. Chạy lại phía sau thì đến chỗ đó thì nó có một cái điểm, thì trung đội với dàn quân ra là đứng ở đó để đánh địch. Thì tôi mới chạy về đến đó. Chạy về đến đó thì tôi nói với các đồng chí là quân Pha Ra thì phải nói là nó dùng toàn là súng của Mỹ không. Nó bắn cái súng AR-15, cái tiếng nó nổ nó khác đạn AK. Nó không giống như tiếng đạn AK mình bắn đâu. Đạn AR-15 nó nổ nhanh lắm. Tôi dùng B-40, B-41 nó bắn. Thì tôi nhớ lúc đó là anh Cẩm trung đội phó, thì anh cách chỗ tôi khoảng độ tầm 10 mét. Tôi thì nằm ở một cái gốc cây bên này, mà anh thì nằm ở cái gốc cây ở bên kia,
cái đường buôn là anh nằm bên đó. Thế thì cũng đang tổ chức là đánh địch, thì còn trung đội trưởng Tân thì cứ chạy đi chạy lại là chỉ huy cho bộ đội. Còn một số anh em lính mới thì nói chung là như bọn tôi thì cũng sợ nữa, đánh nhau thì không được tốt, nên là chủ yếu hôm đó chúng tôi rút thôi. Thế thì vừa đánh thì vừa rút, thì đang bắn đang đánh thì thấy nghe cứ huỳnh một phát trúng vào cái chỗ mà anh Cẩm anh đang nấp ở đó. Thì nhìn sang thì chả thấy anh Cẩm đâu cả, nó văng đi đâu thì cũng không biết vì khói nó mù mịt đi. Thế là anh Tân thì bắt đầu với bảo tôi là bắn thì bắn mạnh lên. Thế thì tôi cũng bắn mà cũng không thấy địch, chỉ thấy cái tiếng nổ rồi nó chớp chớp ở đầu nòng nó là mình thấy là mình bắn thôi, chứ còn trong nó rừng nó cũng rộng. Thế là quân Phara nó tổ chức, nó xung phong, nó tấn công mạnh lắm. Thì bọn tôi không chịu được thì bắt đầu là bị rút chạy, cả trung đội là mới chạy về phía sau. Thì lúc đó là anh Cẩm bị quả đạn B-40 bắn vào, nhưng mà tôi cũng không thấy anh Cẩm anh văng đi đâu cả. Thế là chạy, thì trung đội trưởng bảo rút về phía sau thì bọn tôi rút thôi. Cứ thế là anh em chúng tôi là xô nhau là chạy quay lại. Chạy quay lại thì phải chạy xuống đến tầm đến mấy trăm mét nữa rồi thì quân Phara nó không tấn công nữa. Lúc đó tôi mới nhớ là có cái trung đội trinh sát của tiểu đoàn 3. Thì nghe tiếng súng nổ đó thì họ đang cùng tác chiến đâu gần cái khu vực đó. Thì họ lại thôi, chứ còn không phải là ở trong đơn vị đến đó. Thì từ trong đơn vị mà đi ra đó thì phải đi cỡ vài tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cũng xa lắm chứ cũng không phải là gần. Thế lúc đó là bên chỗ trung đội trinh sát, người ta có máy thông tin thì người ta mới lên máy, người ta điện về cho tiểu đoàn với nói là trung đội 1 của đại đội 11 là bị quân Phara nó tấn công và có một số người hy sinh là không lấy được xác, tức là bọn tôi phải rút về phía sau. Thế bắt đầu là với tiểu đoàn mới tổ chức cho hai đại đội là bắt đầu với đến đó. Thì lúc đó là tiểu đoàn trưởng tên là Hùng, gọi là chúng tôi gọi là Hùng Mèo, ông ấy máu lửa lắm. Thế là với dẫn quân đến đó thì bắt đầu với triển khai đội hình ở đó, thì tiểu đoàn trưởng Hùng Mèo bắt đầu là với ra lệnh cho các đại đội là phải tấn công và đánh lấy lại xác tử sĩ. Bằng giá nào thì các đồng chí phải đánh lên để lấy xác tử sĩ. Thì lúc đó là tập trung được hai đại đội nữa, quân lại cũng đông. Thế là mới tổ chức đánh lên. Nhưng mà tổ chức đánh lên thì quân Phara nó rút đi từ lúc đầu ạ, tôi cũng chả biết nữa. Thì lên bắt đầu đi tìm cái xác của anh Cẩm. Anh Cẩm mà tìm mãi cũng không thấy cái xác anh Cẩm đâu cả. Tìm xung quanh cái khu vực đó cũng không thấy. Lại chỗ cái vị trí anh bị bắn thì chỉ có thấy dấu máu ở đó thôi. Không biết là xác của anh là bị quân Phara nó hình như là nó lôi đi mất. Thế là bọn tôi lại chốt lại ở đó. Bắt đầu là ông Hùng Mèo tiểu đoàn trưởng ông bảo là bằng giá nào thì cũng phải tìm bằng được xác của đồng đội về. Thế là chốt ở đó và bắt đầu là cho trinh sát rồi là các trung đội tỏa rộng ra cái khu vực đó để đi tìm. Mà các đồng chí cũng biết đó, hôm cái trận đánh đó là bọn tôi bị hy sinh bất hai, là anh Cẩm với một cái đồng chí nữa lính mới tham gia trận đầu tiên, chưa gọi là có lẽ là chưa được nổ phát súng nào thì đã hy sinh rồi. Thế là xác thì tìm không thấy, đơn vị thì phải chốt lại để đi tìm xác. Mà cái đêm hôm đó nằm ở cái khu vực đó tôi cũng không biết là ở đâu, nhưng mà bên trong nó đang cung, tôi chỉ nhớ là như vậy thôi. Nằm ở đó thì nó mưa, vào mùa mưa. Mai tôi nói với các đồng chí ở đó nó cũng thấp, nó như kiểu là cái thung lũng mà ở trong rừng nữa. Đến mai là nước cứ đến đầu gối này, có chỗ thì nước lộ đến bụng, nước nó ngập. Thế là tiểu đoàn trưởng Hùng Mèo thì vẫn cứ bắt chúng tôi là đi tìm xác. Mà các đồng chí biết trong cái điều kiện ở dưới nước, chỗ thì khô, chỗ thì nước, lội cái bì ba bì bõm. Đơn vị thì cứ thế là dàn hàng ngang ra là đi tìm xác đồng đội. Tìm cho 2 ngày liên tục thì cũng chả thấy xác của anh Cẩm với một đồng chí nữa, tôi không nhớ tên. Thế là tìm mãi không được, buộc là phải
rút quay về. Thì lúc đó là cho rằng là, tôi đoán là một nữa là anh Cẩm bị thương. Bởi vì là lúc đó anh Cẩm anh cách cái vị trí tôi cũng không xa lắm, mà tôi nhớ là anh nép vào một cái gốc cây rất là to, mà cái quả đạn nó bắn thì nó bắn là vào cái chỗ cái vị trí gốc cây. Thì tôi nghĩ là anh bị thương thôi, còn chết thì có thể là, cũng có thể là chết, nhưng mà chắc chắn thì sau này anh cũng chết, nhưng mà được gọi là mất tích. Bởi vì không thấy xác thì đơn vị cứ gọi là mất tích. Thì tôi nghĩ là có khi là anh bị thương, anh nằm đó rồi quân Phara nó tấn công lên là nó bắt anh về. Một là như thế, hai nữa là cái xác nằm đó thì nó lại kéo đi, kiểu nó đánh như vậy là nó cũng gây ức chế cho, ám ảnh cho bộ đội mình. Tôi nghĩ như vậy. Mà lúc đó cũng là cái trận tấn công đầu tiên của tôi là một người lính mới. Tìm mãi không được, thế bắt đầu là tiểu đoàn mới cho bộ đội là rút về. Thế thì về anh Cẩm thì tôi xin được kể như thế này. Biết đâu thì đồng đội cũng như là người nhà anh Cẩm nghe được cái câu chuyện mà tôi kể thì có thể là liên hệ với tôi. Bởi vì trong cái hy sinh của anh Cẩm thì tôi là người biết rõ nhất. Anh Cẩm thì anh nhập ngũ năm 1978, mà lúc đó là năm 82 rồi, thì anh cũng chưa được ra quân. Cái đợt mà đang còn đóng quân ở trong chốt thì anh Cẩm anh rất là quý tôi. Có cái hôm là anh mới đưa cho tôi một ít tiền, tiền ria của Campuchia, là anh bảo là đi ra chỗ đại đội, hôm nay là có cái một số cái anh em là người ta tổ chức, người ta đi ra chợ hay là đi đâu, thì mày cầm tiền này mày đi ra đó, là đi với anh em là đi mua thuốc. Lúc đó thì cũng xin nói với các đồng chí là ở cái khu vực đó nó gần biên giới, anh em bộ đội mình ở đó thì đúng cũng không có tiền, chủ yếu ra là ra đi mua thuốc dê thôi. Thế từ chỗ chốt ở Đăng Cum là đi ra ngoài, tôi nhớ đến đó một cái ngã ba, nhưng mà nó là cái ngã ba đường đất thôi chứ không phải là ngã ba đường nhựa thôi. Thì ở đó có một số quán hàng của dân Campuchia và bán hàng ở đó. Thì tôi ra, tôi thì không biết tiếng Campuchia, mà tôi nhờ với mấy cái anh ở hậu cần của đại đội là nhờ anh là mua thuốc dê. Mà ra đó thì mấy cái quán hàng nó cũng lèo tèo thôi. Người dân Campuchia thì họ cũng buôn bán lặt vặt ở đó, ở phía sau ở Đăng Cung. Thế là tôi ra đó thì mua được thuốc. Thế rồi là tôi lại theo cái lực lượng hậu cần, họ ra họ đi mua đồ về cho bộ đội, đến đảm bảo cái công tác hậu cần cho bộ đội. Thế là đi về thì lúc đó tôi mua được khoảng độ tầm 5 lạng thuốc dê. Cái số tiền ria mà anh Cẩm anh đưa cho tôi á, thế thì đưa về, thì về hầm trung đội thì tôi mới bàn giao cái thuốc dê lại cho anh Cẩm. Mà lúc đó thì hầu như lính chúng tôi thằng nào cũng biết hút thuốc, thuốc dê cũng hút, thì thuốc gì cũng hút cả, đại loại cứ có thuốc là hút. Đây là một cái kỷ niệm nữa, trong cái thời gian mà cái lúc mà chưa đi chợ được á, thì không còn thuốc thì tôi cũng thèm thuốc, mà anh Cẩm thì anh cũng thèm thuốc. Mà đúng, tôi nói với các đồng chí, phải nói là lính mình cũng khổ thật. Lúc đó thì tôi cũng đang là lính mới thôi, vào thì thèm thuốc quá, thuốc thì không có. Thế là cứ ra chỗ cái đường mòn mà bộ đội mình hay đi, tôi với anh Cẩm là ban đêm là cứ thế là cầm cái đèn pin ngồi xổm xuống dưới đất, xong là cứ sến là đi soi đèn, đi tìm những cái sái thuốc mà anh em nó hút, nó vứt ra rìa đường, mà cứ soi từng tí một, rồi là bươi trong từng ngọn cỏ một để đi tìm cái sái thuốc. Lính chúng tôi hay gọi là đi bắt dế đó. Rồi là đi mãi thì chúng tôi cũng nhặt được một vốc đến khoảng độ 6-7 cái sái thuốc dê mà người ta hút, nó còn ngắn, còn đoạn khoảng độ tầm nửa phân thôi, nhưng mà cái đoạn cuối nó hầu như là nó chỉ toàn là giấy thôi, nó chỉ còn cái tí thuốc và tí cái tàn tro của thuốc, chứ còn bên trong thì nó chỉ còn vài sợi thôi, cũng không còn nhiều. Thế nhưng mà cứ nhặt hết, thấy cái mẫu ngắn mẫu dài gì là nhặt hết.
mà nhặt được cái mẫu mà nào dài dài khoảng độ vài phân là ngon lắm rồi. Thế mà hai anh em tôi lấy cái mũ cối, thì cứ nhặt ít nào thì lại bỏ vào trong cái mũ cối. Thế cũng hòm hòm rồi thì bắt đầu là đi quay lại, rồi bắt đầu là đi vô những cái chỗ mà cái đường mà chúng tôi đi vào cái khu vệ sinh trong đơn vị ấy, cũng là cái đường mòn bộ đội mình hay đi, thì cứ đi mon men ở cái bờ đường đó rồi lại soi đèn tìm sai thuốc, thì anh em mình đi hút thì cứ vứt vào đó mà. Thế mà chúng tôi cũng tìm được đến vài chục cái sai thuốc dê vứt vào đó. Thế là mang về hầm thì bắt đầu là mở ra để cả nguyên cho rồi lộn cả với sợi thuốc. Thế là bắt đầu là anh lấy cái giấy báo của đơn vị là ra là anh quấn cho anh một điếu, tôi một điếu. Thế là anh em là ngồi hút, mà hút thì cũng có phải là hút được một mình đâu, đến cái lúc đó là cả trung đội thì ai cũng biết hút thuốc cả. Thì nghe khói thơm thì bắt đầu anh em bên cạnh nó cũng mò sang thì nó xin thì cứ đúng là cứ mỗi thằng là kéo quả khói mà kéo nó chưa đã thì lại phải nhường cho người khác kéo, mà đến cái lúc mà cầm còn một tí 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 cái sái thuốc này thì bắt đầu là lấy cái que đóm nó là kẹp lại để hút cho nó đỡ nóng tay, có nghĩa là nó cháy đi nó chỉ còn một tí 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 như vậy thôi, mà lúc đó thì thuốc nó không có khói mấy, bởi vì thuốc là thuốc vụn lấy cái sái vứt ra đó nên là toàn tro, nên là kéo nó có lọ choay ra mà khói nó lại ít, nhưng mà dù sao còn hơn là không có. Thế thì quấn thuốc hút như vậy thì anh em có sang anh xin, nhưng mà anh cấm, anh nói là quấn một ít là còn đâu là anh cũng phải thủ riêng để dành, là gói vào trong cái túi bóng những cái sái thuốc đó để thỉnh thoảng lấy cái là anh em hút. Bọn tôi hay gọi là cái là đi bắt dế đó. Thế đó là tôi kể một những cái kỷ niệm mà tôi mới vào mà gặp anh Cẩm. Thì anh Cẩm thì anh nhập ngũ năm 1978. Thì xin nói với các đồng chí là sau này tôi mới biết là, thì sau cái trận đánh đó thì cái hôm tôi mới đi lên trên tiểu đoàn để đi lấy hàng ở trên tiểu đoàn là về trung đội ở dưới chốt. Bởi vì lúc đó chúng tôi ăn theo cái bếp của trung đội chứ không phải là ăn theo bếp đại đội, nên là chúng tôi nhận nhu yếu phẩm mang về đại đội, rồi từ đại đội thì chúng tôi lại mang ra chốt, tức là mang ra từng trung đội. Thế lên đó tôi mới biết là cái anh Cẩm này là nếu như mà không tham gia cái trận đánh đó thì là bắt đầu là anh có cái danh sách là được ra quân rồi. Vì anh Cẩm người Hải Hưng, tôi chỉ biết là anh là người Hải Hưng thôi chứ còn tôi không biết là anh ở xã nào huyện nào cả. Nhập ngũ năm 1978 thì hy sinh ở biên giới Thái Lan, tức là ở khu vực Đăng Cung nhưng mà đi sâu sang biên giới Thái Lan. Thì thực ra là về anh Cẩm thì xin được nói với đồng chí là anh bị mất tích, sau khi anh chết hoặc bị thương thì quân Phara nó bắt đi. Còn như thế nào thì đúng là cái câu chuyện đó thì có lẽ là cũng không ai trả lời được, mà cũng không ai biết được. Nhưng mà cái trường hợp đó là tôi biết rất rõ, và cũng là ngày đầu tiên trong cuộc đời lính của chúng tôi, đó là những cái kỷ niệm đầu tiên thì tôi đã chứng kiến cái cảnh như vậy. Một cái cảnh trước đó là một anh cũng bị quả B-40 nó bắn, nó phản hỏa lực. Thì cái lúc tôi vác mang về hầm đại đội, sau đó tôi lại chạy quay lên, và lần này thì là anh Cẩm và một cái người rất là thích tôi và cũng rất là thương tôi cái lúc mà tôi mới vào, nên tôi vẫn nhớ cái kỷ niệm về anh Cẩm là như vậy. Nên là tôi có kể đi kể lại một tí để mong sao là người nhà của anh Cẩm ở Hải Hưng nghe được câu chuyện này thì hãy liên lạc với tôi, thì tôi sẽ có điều kiện là tôi sẽ đến tận nhà anh và thắp cho anh một nén hương. Đến bây giờ thì có lẽ là anh chỉ có cái mộ gọi là mộ vô danh thôi, chứ còn cái câu chuyện đó tôi biết rất rõ là không lấy được xác của anh Cẩm. Xin được cảm ơn tất cả các đồng chí.